Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Test Âm Thanh của Tiến Dũng Audio, địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ cấu hình 3 thiết bị, đó là đầu đĩa, âm ly và loa. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa JBL model L100 Century, hàng của Mỹ. Tôi xin nhắc lại, đây là cặp loa JBL model 100 Century, hàng của Mỹ. Đây là model rất nổi tiếng, cao cấp của hãng JBL. Tiến Dũng đã có rất nhiều bài test và giới thiệu. Ngày hôm nay cửa hàng vừa về thêm một cặp nữa. Tất cả các tuyến loa còn sáng choang. Thùng gỗ lạng màu vàng, rất sang trọng. Cặp loa vừa về ngày hôm nay. Đây là loa bên đây. Thùng gỗ lạng màu vàng, sang trọng, tuyệt đẹp. Góc cạnh còn rất liền lạc. Cặp loa được sản xuất vào những năm khoảng 1972. Một bát 30cm, một loa chung 12,5cm và một loa chép giấy L100 Century, hàng Mỹ. Cặp loa được sử dụng cổ từ loa bát và cổ từ loa chung là từ Anico 500 cao cấp. Đây là ecang của loa. Khi chúng ta đại vào thì tổng thể của loa thế này. Ecang bằng vải màu nâu. Với công suất 50W, trở kháng 8 ô. Cặp loa rất dễ ghép âm ly. L100 Century, hàng của Mỹ, giá 31 triệu. Cặp loa còn tuyệt đẹp, vừa về từ nửa vòng trái đất. Tiếp đến, tôi xin giới thiệu đến quý vị, đó là một siêu phẩm của hãng Tenbird, sản xuất của Na Uy. Tenbird TR2080, model đỉnh cao nhất, model lớn nhất của hãng Tenbird Na Uy. Thiết kế dạng mặt nhôm phai, vỏ gỗ, có phần thu đài AM và FM, dạng âm ly receiver cao cấp của hãng Tenbird. Vỏ gỗ cực kỳ đẹp, như trước mắt quý vị và các bạn đang thấy. Với công suất nguồn 250W, máy sử dụng 4 sò nhôm Motorola, trở kháng ra loa từ 4 đến 16 ohm. Rất dễ ghép loa. Chiếc máy có size ngang 51cm, size khá lớn. Đây là model lớn nhất của hãng Tenbird Na Uy. Tenbird 2080 có giá 23.500.000, không thể mới hơn. Tiếp đến, đó là chiếc âm ly Sansui model 9090DB, hàng của Nhật, sản xuất cho thị trường Mỹ. Chiếc âm ly cũng vừa về ngày hôm nay. Mặt tiền sáng choang, còn nguyên tem DB, tem Dolby treo ở siêu thị. Tất cả còn sáng choang. Tôi sẽ mở nội thất của chiếc máy này. Trước mắt quý vị là nội thất của chiếc âm ly Sansui model 9090DB. Nội thất còn sáng choang, vừa về từ nửa vòng trái đất. Với công suất nguồn 435W, máy sử dụng 8 sò sắt, 3 cầu loa A, B và C, 4 dòng điện. Sansui 9090DB của Nhật, giá 42.500.000. Tiếp đến, đó là chiếc đầu CD Lustman, dòng chữ ký cao cấp của Nhật Bản, model D700S. Lustman D700S, thiết kế dạng mặt màu vàng nâu, vỏ gỗ sang trọng, học đĩa nằm chính giữa, remote zin theo máy.
máy chơi đa thể loại dòng nhạc cho âm thanh độ chi tiết rất cao. Lutzmann D700S có giá 21.500.000, tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp. Bây giờ tôi sẽ play một bài, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc hoa với bộ ba thiết bị phối ghép rất ăn ý, thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2, trưng bày rất sang trọng. Với bộ này cho âm thanh rất chi tiết, rất sắc nét, nhạc tính rất tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới để nhận các thông báo mới nhất về các clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.